Xin chào mừng các bạn đã đến với cái video giải bài tập số 1 và bây giờ thì chúng ta sẽ đi quan sát cái bài tập cái đề bài này chúng ta có thể nhận thấy được là chúng ta có một bảng kết quả thi cuối khóa của các học sinh hay là sinh viên và ở đây thì chúng ta sẽ có bốn cái yêu cầu chủ yếu các bạn có thể nhìn thấy ở đây và để đi ngay vào cái yêu cầu thứ nhất thì chúng ta sẽ phải tính cái điểm trung bình của các cái bạn sinh viên hay là học sinh ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái công thức mà tính điểm trung bình thì cái đề bài nó đã cho chúng ta rồi Điểm trung bình này thì bằng toán nhân hệ số 2 cộng văn nhân hệ số 2 cộng với ngoại ngữ chia cho 5. Thì làm thế nào để chúng ta làm được điều này thì chúng ta sẽ đi tới cái ô H5, rồi chúng ta sẽ gõ vào đây công thức như sau, có nghĩa là toán nhân 2 này, đầu tiên là chúng ta phải mở ngoặc ra một cái toán nhân 2, chúng ta sẽ chọn ô E5, chúng ta cho nhân với 2, rồi cộng tiếp với cả văn nhân với 2. Sau đó thì chúng ta sẽ cộng với cả ngoại ngữ là ô G5, đóng ngoặc lại và chúng ta sẽ lấy số này chia cho 5. Thì như các bạn đã thấy, bấm Enter một cái thì chúng ta sẽ được kết quả là 9 đơn vị ở đây. Thì chúng ta có thể nháy chuột vào ngay cái góc của ô để chúng ta có thể lặp lại. Và chúng ta chỉ lặp lại đến cái dòng số 16 mà thôi, thế nên những cái dòng phía dưới này chúng ta sẽ xóa bỏ đi. Và tất nhiên là cái dòng thừa này thì chúng ta sẽ phải vào thẻ Home. Sau đó ở trong cái nhóm lệnh Editing chúng ta sẽ chọn Clear All như thế. Thì chúng ta sẽ nhận được một cái bảng tính hoàn hảo như thế này. Điểm trung bình đã được tính rồi. Và bây giờ thì chúng ta có một cái yêu cầu nữa. Đó chính là làm tròn đến hai chữ số thập phân. Làm thế nào để làm tròn đến hai chữ số thập phân ở đây? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu chúng ta vừa mới tính xong. Đó chính là từ ô H5 cho đến ô H16. Và cái phím tắt để mở cái hộp thoại Cell Formatting đó chính là Ctrl 1 ở trên bàn phím. Khi mà chúng ta bấm Ctrl 1 như vậy thì cái cửa sổ Cell Formatting hay là Format Cells các bạn đã nhìn thấy. Và ở đây là dữ liệu số thế nên chúng ta sẽ chọn ở trong mục Category là Number sau đó thì ở phần decimal places thì các bạn có thể nhìn thấy đề bài bảo là làm tròn đến hai chữ số thập phân. Thế nên là ở đây nó đã mặc định là số 2 rồi, thế nên chúng ta chỉ việc bấm ok mà thôi. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây điểm trung bình của chúng ta đã được tính toán và được định dạng làm tròn đến hai chữ số thập phân. Và để mở rộng ra cho các bạn để các bạn có thể xử lý một cách linh hoạt hơn thì cái điểm trung bình này thì ngoài cái cách mà dựa hoàn toàn vào cách tính điểm trung bình đã được đề ra ở đề bài thì chúng ta có một cái cách nữa đó chính là sử dụng hàm average ở trong Excel. Cái hàm này chúng ta sẽ cần phải suy luận như sau. Đầu tiên là hàm average viết tắt là av average như thế này. Sau khi mà viết hàm chúng ta sẽ bấm nút tab ở trên bàn phím để chúng ta có thể điền đầy đủ được cái hàm đó vào. Thì chúng ta nhìn thấy hàm average này sẽ nhận một vài cái tham số như sau, chúng ta có thể cho vào đây một số những cái tham số và tham số đầu tiên là tham số bắt buộc. Bây giờ chúng ta sẽ suy luận như sau. Chúng ta sẽ có điểm toán, cộng điểm văn, cộng ngoại ngữ là cái số thứ nhất. Sau đó với số thứ hai thì chúng ta lại tính thêm một lần điểm toán nữa, sau đó chúng ta tính thêm một lần điểm văn nữa. Thì cái điều này nó cho chúng ta tổng cộng là 5 số. Và 5 số này với hàm average thì chúng ta cũng tính được cái điểm trung bình cộng như bình thường thôi thì các bạn có thể sử dụng một trong hai cách này để tính trung bình cộng. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ xử lý cái yêu cầu số 2 tức là điền vào cột kết quả tức là cột y ở đây nếu mà điểm trung bình cộng lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta sẽ ghi vào ô đó là đạt và ngược lại thì chúng ta sẽ ghi là trượt. Và khi các bạn nhìn thấy cái sự so sánh như thế này thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến một cái câu lệnh điều kiện. Đó chính là câu lệnh IF ở trong Excel. Và ở ô I5 thì chúng ta sẽ cho vào cái công thức như sau. Chúng ta sẽ bấm dấu bằng, sau đó là chúng ta sẽ điền IF vào. Và ở đây, đúng như cái đề bài đã đề ra, nếu mà điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5, chúng ta sẽ chọn là IF H5 lớn hơn hoặc bằng 5. Thì hàm IF nó sẽ lấy cho chúng ta là ba cái tham số. Tham số thứ nhất là cái biểu thức mà chúng ta sẽ phải đánh giá là kết quả sẽ trả về true là hay là false. Và cái tham số thứ hai là khi mà cái kết quả của cái phép tính toán đầu tiên, ví dụ chúng ta so sánh h 5 với cả năm điểm ấy là đúng ấy, thì chúng ta sẽ phải cho vào đây là đạt. Mình sẽ bật uh, uniki của mình lên để chúng ta có thể đánh được chữ đạt ở đây. Nếu mà các bạn nào chưa bật Unikey thì các bạn có thể bật lên Unikey. Ok, bây giờ mình có thể đánh được tiếng Việt vào đây rồi. Chúng ta sẽ đánh chữ đạt vào đây. Sau đó, nếu mà bạn này mà điểm H5 này này không lớn hơn hoặc bằng 5, có nghĩa là nhỏ hơn 5 ấy, thì chúng ta sẽ ghi vào đây chữ trượt. Đóng hoặc đơn lại, bấm enter và như vậy thì chúng ta có thể lặp lại công thức này cho toàn bộ những cái dòng mà chúng ta đã tính toán rồi thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây thì chỉ có một bạn trượt ở đây mà thôi